chào các bạn. Hôm nay thì có một cái câu hỏi cũng khá hay. Lâu lắm rồi tôi cũng có ít những cái san sẻ về mặt đầu tư. Tuy nhiên hôm nay tự nhiên tình cờ thấy một cái câu hỏi khá hay. Và có những cái lĩnh vực mình đang làm đó, mình vẫn làm đó, mà mình chưa được hỏi cho nên chưa được khai thác. Hôm nay thử tôi sẽ san sẻ cho quý ông bà cô bác có nên đặt cọc. Các bạn ạ, thực sự thì tôi là một người nữ. Thứ hai, tôi cũng khá kỹ tính khi mà để hạn chế thấp nhất những rủi ro. Ở cái lứa tuổi U40 rồi, khó và rất là khó. Khi cầm chắc cái đầu tư thắng thì tôi cũng nên đầu tư. Còn đầu tư mà không thắng, quá nhiều cái rủi ro thì tôi lại không đầu tư. Tuy nhiên câu hỏi hôm nay của một quý bạn là khá hay các bạn ạ. Thì các bạn cũng, nếu như trong trường hợp ai đó, các anh chị em dịch vụ đầu tư bất động sản thì cũng nên thử một cái nhận định của luật sư Thu Đoan xem như thế nào ha. Một bạn hỏi như thế này các bạn ạ. Bạn bảo rằng là chị em muốn mua một miếng đất. Tuy nhiên em chỉ có một cái số tiền nhỏ thôi. Thì họ đã, và cái số tiền này thì em đủ, ví dụ như là 2 tỷ. Thì họ có một cái miếng đất rất là to, thì họ tách thửa hết rồi, thì họ nói họ bán cho em với thửa đất số 1, và với điều kiện rằng là em phải đặt cọc cho họ với số tiền là 500 triệu trước. Thì họ đã đưa cho em cái thửa đất, họ đưa cho em cái bản vẽ đã được kiểm tra nội nghiệp. Chị ơi, có nên mua không? Theo các bạn là có nên mua hay không? Thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe thông qua hai cái câu chuyện để các bạn sẽ quyết định là mình mua hay không mua. Mua đất không giấy tờ vẫn có lời. Khách hàng tôi ra mặt nhăn nhăn nhó nhó, đầu tư năm 2018. Lúc đó là đất thì khoảng 1 tỷ đồng. Giấy tờ làm hoài, làm hoài, làm mãi không xong. Mua bán bằng vi bằng. Hiện tại thì theo lời chị nói, nếu như trong trường hợp có giấy tờ đầy đủ thì đất vào khoảng 3 tỷ. Nếu mà mua mà không có giấy tờ thì chắc chắn được khoảng từ 2 tỷ rưỡi tới 2 tỷ 7. Có lời không các bạn? Có lời chứ, đúng không ạ? Trong vòng 2 năm, từ 1 tỷ lên tới, tôi cứ cho là 2 tỷ rưỡi đi, vẫn có lời, đúng không nào? Mua đất vẫn có lời, chưa có giấy tờ đầy đủ, vẫn có lời. Rồi, trong trường hợp thứ hai, khó khăn nên bán cái phần đất trống ở phía bên hông nhà. Hai bên thỏa thuận với giá là 4 tỷ. B là dịch vụ mà. Ok, tôi đồng ý mua với giá là 4 tỷ. Tuy nhiên rằng tôi nói với chị là tôi là người tách thửa nha. Nói ra làm. A đưa giấy tờ cho B để B kiểm tra nội nghiệp. Mà các bạn biết rồi, diện tích thửa nhỏ ở một cái nội thành, ngoại thành nhỏ so với quy định của pháp luật thì phải có cái động tác làm dịch vụ, đúng không ạ? Và sau khi có được công văn tách thửa, sau khi có được bản vẽ kiểm tra nội nghiệp, và đặc biệt là đã đặt cọc có số tiền là 500 triệu rồi. Tuy nhiên Linh A bảo không, hồi đó miếng đất là thỏa thuận là 4 tỷ, bây giờ không bán nữa, 6 tỷ mới bán. Các bạn thấy không? Còn không, không có, tôi trả lại cọc. Các bạn thấy không? Cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Tôi thích mặc áo xanh, có người lại thích mặc áo đỏ, có người lại thích mặc áo vàng. Và như vậy không có một bài toán nào cho việc đầu tư kinh doanh mà rủi ro hay không rủi ro cả.
Dĩ nhiên trong cái việc mà việc đầu tư mua bán bất động sản thì nó vẫn có lời, tuy nhiên người ta vẫn bảo ông trời ông đã có một cái dân gian có nói rất rõ rồi các bạn, thiên thời mà địa lợi nhân hòa, bốn yếu tố. Thiên thời năm nay mình làm ăn được, mình hợp tuổi, mình mua bán với người hiền lành. Địa lợi năm nay là năm tuổi của mình, mình đua đánh đâu thắng đó, năm nay cũng vùng đất này là củ chi, vừa xuống tiền cái là lại lên tiền. Thiên thời địa lợi nhân hòa, lòng nhân nữa các bạn ạ. Và tôi đã kể cho bạn nghe một cái câu chuyện về việc đặt cọc nắm giấy tờ bản chính đi làm thủ tục tách thửa, có bản vẽ kiểm tra nông nghiệp nhưng vẫn bị lật kèo. Thưa quý ông bà, cô bác và anh chị, tôi rất là thích và rất là thoải mái trong việc muốn phân tích, muốn nhận định những cái kênh đầu tư, mà đặc biệt là những kênh đầu tư về bất động sản. Và khơi mào cho năm 2020 này, tôi mong muốn có những cái câu hỏi nó mang một tính chất gọi là hỏi đáp, để luật sư Thu Đoàn sẽ nhận định giống như một số chuyên gia họ nhận định rằng là ở năm 2020 này chúng ta nên mua vàng, hay chúng ta đầu tư vào chứng khoán, hay là chúng ta đi mua đất, hay chúng ta quyết định gửi ngân hàng. Có rất là nhiều những cái kênh. Tuy nhiên rằng lời khuyên pháp lý của các chuyên gia cũng vậy các bạn ạ. Nếu trong trường hợp chuyên gia của bất động sản bảo rằng năm nay đất đóng băng do dịch cúm corona, không đừng nên đầu tư vào đất, mà hãy đầu tư vào vàng. Vàng đang ở 3 triệu mấy lên tới 4 triệu mấy, có lời rồi các bạn. Nhưng bây giờ mua ngay chỗ thời điểm đỉnh là 4 triệu mấy mà bán thấp thì sao? Cho nên thì tôi cho rằng cái việc mà vị khách hàng này cho rằng là bây giờ đặt cọc nên hay không nên đặt cọc mua đất thì tùy thuộc vào quyết định của bạn. Trong thông thường người ta nói trong cái nguy thì có cái cơ hội, trong rủi, trong cái vấn đề nằm một lại lợi nhuận thì vẫn có những cái rủi ro. Thông qua hai cái video, hai cái câu kể chuyện, mua đất không giấy tờ vẫn lời, và thứ hai mua đất không giấy tờ vẫn bị lật kèo như thường, để trả lời cho quý bạn đọc, để quý bạn đọc, những anh chị em phân tích về đầu tư, chúng ta hiểu thêm những cái cách phân tích của luật sư Thu Đoàn. Và tôi nghĩ rằng với các anh chị em đã làm dịch vụ về nhà đất, dịch vụ về giấy tờ, thì chúng ta cũng hãy nên thận trọng và quyết định có nên đầu tư mua cái cục đất này hay không, và người bán họ có lật kèo hay không, và mua như vậy thì có lời hay không, và mua thời điểm nào để bán. Cảm ơn quý ông bà cô bác và anh chị. Hy vọng rằng tôi sẽ được các anh chị em trong năm 2020 trả lời những cái câu hỏi trong cái loạt mua bán bất động sản an toàn. Cảm ơn quý ông bà cô bác và anh chị trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, và chúc mọi người nhiều sức khỏe. Chào quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, làm YouTube được gần 2 năm. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói thật và nói nhỏ nhau nghe, để chúng ta hiểu thêm những cái cách của luật sư Thu Đoàn tư vấn nha. Có bạn alo chị ơi, 12:30, tư vấn cho em một chút. Nhìn đồng hồ 12:30 rồi bạn ơi, mình muốn nghỉ trưa. Chị ơi, tư vấn em được không? Mấy bạn ơi, tôi đang ở ngoài đường, một phút được không chị? Bạn ơi, thì những cái video mà mình coi trong cộng đồng, thôi bây giờ vấn đề nằm ở chỗ cho em xin đúng một phút. Thử hỏi với bạn, một phút làm được gì, đúng không nào? Và nội một cách trình bày thì cũng đã hết khoảng chừng để mà trình bày tròn vuông cho luật sư. Thì đối với một cái người gọi là tương đối có kỹ năng đó, thì 10 phút
chưa hết một cái câu chuyện. Có bạn điện thoại, chị ơi, thật sự rằng em vừa mới coi video của chị, em bóc máy em gọi liền. Thưa quý ông bà, cô bác và anh chị, tôi làm video với những mong kiến thức pháp luật của người dân Việt Nam nâng lên, cũng là đem lại cái quỹ tài chính cho gia đình. Tuy nhiên với một trang YouTube cá nhân thì tôi không thể nào đáp ứng được tất cả những cái cuộc gọi từ phía khách hàng trên tất cả mọi miền đất nước. Và các bạn thấy đấy, tôi đã gần như bị bệnh, đổ bệnh từ sau cái việc làm YouTube. Và chúng ta sẽ thỏa thuận những cái video mà luật sư Thu Đoàn san sẻ trên cái cộng đồng, đó là những video được luật sư Thu Đoàn chắt lọc thông qua những kiến thức, và đó là những điều cơ bản. Còn bạn muốn tư vấn vào vấn đề sâu của gia đình bạn thì bạn phải có những mức phí phù hợp. Nếu tôi báo giá bạn đồng ý thì chúng ta sẽ tiến đến thỏa thuận, hoặc online hoặc là đến văn phòng offline các bạn ha. Thưa các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn. Nếu chúng ta có cần luật sư Thu cầm tay chúng ta tư vấn trường hợp cụ thể thì chúng ta hãy liên lạc qua số điện thoại của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc với số điện thoại là 028 3 7907 727. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc quý ông bà, cô bác và anh chị nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn.